Sau đây là kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27 tháng 5 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 9. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 9, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 6, 8, 3, 1, 7, 5, 0, 4, 3, 9, 9. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5, 1, 6, 3. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8, 3, 6, 7, 4, 4, 3, 9, 3, 3, 2, 8, 0, 1, 6, 4, 0, 6, 6, 2, 6, 5, 3, 3, 6, 0, 2, 8, 9, 3, 6, 6, 9, 8, 9. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 2, 5, 5, 4, 4, 2, 9, 2, 0. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8, 0, 0, 4, 8. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1, 5, 7, 0, 8. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 9, 9, 3, 1, 5, 3. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 9, 9, 3, 1, 5, 3. Kênh Xổ số miền Nam, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!